xíu thì em tự lai. Màu hấp dẫn không? Nhìn cơm nước tươi. Đây. Cơm nước tươi. Màu sắc rất là đẹp. Hôm nay em chưng cơm thì em dùng cái máy em làm thịt xát xíu thì vừa có là mình mua thịt nạc, vừa nạc vừa mỡ thì mình làm thì cái thịt nó ngon hơn. Đây là coi như là em đã làm ra cái bộ cơm chảo cơm chiên. Đây là em sẽ cái máy này. Tự ở nhà mình làm thì nó sẽ ngon hơn. Rồi thì bây giờ là giai đoạn em đây là cái thịt em vừa làm xong thì cắt ra. Cái này là xíu mại, xíu mại mình ướp gia vị xong rồi cái mình bỏ vô cái air fry không dầu thì mình nướng. Mình muốn ăn mà mấy người bán thịt hấp quay người ta bán xong rồi người ta về sớm rồi mình đi làm về trễ mình không có mua được thì mình tự làm ở nhà. Các anh chị và cô chú bác làm việc giống như em vậy, nhiều lúc về nhà không đi làm về thì trời đã tối rồi cho nên là không chợ thì nó đóng cửa cho nên mình phải đi mua thịt về mình tự làm thôi. Rồi xong rồi cái rồi bây giờ mình bỏ vô cơm chiên rồi mình trộn. Rồi mình cũng có dĩa cơm chiên giống ai. Xong rồi cái mình làm chán xì dầu, chán xì dầu ớt rồi mình chan vô cơm mình ăn. Đó là các anh chị và cô chú bác thấy thích cái video của em làm cơm chiên thấy hay và hấp dẫn thì cho em một like rồi comment ở dưới để cho em biết. Bây giờ thì em sẽ múc ra cái đĩa này. Mời các chị và cô chú bác cùng thưởng thức cơm với em. Cái dĩa cơm chiên cũng đầy thú vị, cũng nhìn thấy cũng đẹp, không có xin mời các anh chị và cô chú bác ăn cơm chiên Dương Châu cùng gia đình em.
rất là đẹp. Các anh chị và cô chú bác thấy thích thì comment ở dưới cho em, và cho em nhiều cái ý kiến hay. Rồi bây giờ thì trước khi em xin tạm dừng các anh chị và cô chú bác thì em sẽ